Hello, lo hello, Lily xin chào tất các bạn, mình là Nhím Sinh Review đây. Thần đằng cuối đầu bài ngày hôm nay rảnh rỗi sinh nông nỗi nên đã gọi mình lại để khoe thành quả tập luyện của nó mấy ngày hôm nay. Sời sời cu cậu lướt ván đúng kiểu lướt trên mặt nước như con sóng, chân của anh quả réo khi Nike của anh đang phóng. Cu cậu có vẻ là một người rất thích phong cách hip hop đây mà, đam mê từ nhỏ là không thể bỏ ấy dâu. Thôi không linh tinh luyên thuyên nữa, mình đưa tụi nó lên sân thượng để tắm cái đã. Khi cuối đầu bài đang mải mê cắn cái vòi xịt mông của mình thì mình lấy cây súng nước để chọc nó. Úi úi đừng bắn tao nữa Sen ơi, tao xin đầu hàng. Khi mình đưa khẩu súng cho nó để cả hai có thể cầm súng nước bắn nhau. Thế nhưng cái ngón tay của nó ngắn cũng làm sao có thể chơi trò này với mình được. Cu cậu tức lắm nên cứ cắn cái khẩu súng nước mãi thôi. Đến khi vào nhà mình lại giơ khẩu lên trước mặt nó để trêu. Như theo phản xạ thì cuối đầu bài giật nửa mình thom thóp. Còn nắng cực thì lại rất thích chơi với khẩu súng này. Nó bị hấp dẫn bởi khẩu súng, mỗi khi mình cứ bắn khẩu súng ra là nó mắt chữ A mồm chữ O to tròn để đòi nghịch. Đến khi mình cất khẩu súng đồ chơi đi nó cũng phải lôi xuống bằng được. Mình không cho nó mượn thì nó lấy GoPro của mình ra để phá kìa. Nào nào Sen ơi mày chọn đi, một là đưa cho tao nghịch khẩu súng đấy, hai là tao làm hỏng cái máy quay này. Vì sợ nắng cực làm hỏng nên mình lấy tay giằng lại ngay lập tức, không xíu nữa cái máy quay phải mang ra sọt rác mất thôi. Bắt đền đi trả lại tâm trí tôi đây. Mình cứ cầm súng trêu nắng cực thì nó giơ tay đầu hàng chịu thua luôn kìa. Nhìn biểu cảm và hành động của tụi nó mình thấy cute phô mai que xỉu luôn ý. Sau giờ nghịch là lại tới giờ ăn, khi nãy mình có mua chút ức gà tươi ngon về để mời tụi nó ăn bữa cải thiện. Nhưng trước khi ăn thì phải vệ sinh tay sạch sẽ cái đã. Cuối đầu bài đút tay vào con robot lau nhà rồi đẩy đi khắp nơi để con robot vệ sinh tay cho nó. Biết nắng cực vốn rất yêu hoa, vậy nên mình đã mua bó hoa hồng đẹp đẽ để dành tặng riêng cho nó. Không gian bây giờ thật lãng mạn khi có cả hoa và cả thức ăn bày biện. Lâu lắm rồi mình mới có thời gian để tạo cho tụi nó không khí như vậy. Cuối đầu bài chẳng hiểu ý mình, nó cứ cắm mặt vào ăn ức gà. Tôi mua cái này cho ông nhõi là để ông nói lời ngon ngọt với nắng cực cho hai đứa thêm yêu thương nhau đó ông nội. Thằng cuối đầu bài mình chịu thua nó thật rồi, cho nó đồ ăn mà nó trốn dưới gầm bàn để ăn để cho nắng cực khỏi xin kìa. Rõ ràng là mình chia đồ ăn cho hai tụi nó như nhau. Vậy mà thằng cuối đầu bài cứ phải giấu giếm, ăn hết rồi còn đi rồi xin nắng cực mới chịu cơ. Thôi đây này, cho mày thêm cái kẹo để ăn thêm nhé. Cu cậu ăn đồ ngọt xong mình cảm giác tăng động hơn hẳn, giái cá không nên ăn nhiều đường đâu mấy bạn à, thế nhưng mình cứ để cho nó ăn cho nó tấu hài vui cửa vui nhà ấy mà. Ui Sen ơi ăn nhiều kẹo khát nước quá, cả nắng cực và cuối đầu bài ăn cho cố vô, rồi giờ uống nước như bị chết khát 3 ngày rồi ý nhỉ. Ăn xong thì cả hai lại rúc vào tủ quần áo của mình để ngủ trưa, hết ăn rồi lại ngủ xong dậy thì lại ngủ tiếp. Cuộc sống của giái cá hàng ngày chỉ có vậy thôi, có sướng không cơ chứ lị. Người ta nói dậy sớm để thành công, thế nhưng giái cá khi ngủ dậy thì lại buồn ngủ rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Thế nên chẳng trách tụi nó béo quay béo tròn ra rồi kìa. Nắng cực nói với mình xu hướng bây giờ ai cũng thích mập mạp béo múp rụp lên ý. Chứ còn mấy đứa gầy dơ xương ra thì ai mà thích hả Sen. Á đù nó nói ám chỉ mình đó mà. Khi nắng cực và cuối đầu bài ngủ dậy tụi nó liền ra hồ bơi, thế nhưng trông cả hai tụi nó có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn thì phải. Cuối đầu bài ngồi giữa bể rồi mút ngón tay không hiểu hành động này của nó là gì vậy ta. Để khuấy động không khí cho tụi nó, mình bỏ ra một con robot hình đĩa bay để cho tụi nó chơi. Vì sáng nay mình thấy cuối đầu bài cứ nghịch cái máy hút bụi lau nhà của mình, sợ bị hỏng nên mình phải mua món đồ chơi mới này cho tụi nó nghịch. Đấy nhé, tha hồ mà đút tay vào để nghịch đấy nhé. Mình chiều nó hơn cả chiều vong rồi mà nó nhiều khi vẫn cục xúc vẫn muốn đấm mình. Trong lúc nắng cực đang ăn thì cuối đầu bài cứ đút tay vào trong lỗ. Cu cậu cứ có đồ chơi mới là khoái khoái chảy nước miếng liền. Thế nhưng chơi được một lúc thì lại tới giờ sập nguồn rồi. Giái cá cứ chơi 30 phút là phải ngủ 3 tiếng mới thấy khỏe hay sao ý? Cái nết của nó khi ngủ nhìn thôi đã muốn lấy tay để nựng má tụi nó rồi. Vài ngày sau đó, mình được nghỉ ở nhà để chơi với cuối đầu bài và nắng cực nè. Cả tuần đi làm chỉ mong có một ngày nghỉ để chơi với tụi nó. Ú oạt, tụi đây tay không biến ra cái quần xì xà lòn nè. Cuối đầu bài rất bất ngờ khi mình biết biểu diễn ảo thuật. Nó cẩn thận ra kiểm tra tay mình có dấu đạo cụ gì không. Thanh tra đây đừng hòng qua mắt tụi tao. Nó lấy mũi để ngửi ngửi rồi kiểm tra từng ngóc ngách trên tay mình. Ủa mà mình biểu diễn ảo thuật cho tụi nó xem mà tụi nó chẳng vỗ tay gì hết vậy. Mình để tấm khăn lên người của cuối đầu bài thì các bạn nhìn nó trông giống mấy ông sư mô không cơ chứ. Béo quá trời là béo rồi, người gì béo núc ra rồi tay chân ngắn củn ra vậy. Giờ mình lại tiếp tục làm màn ảo thuật thứ hai, đó chính là dùng hai ngón tay giả để bật đèn tắt đèn từng cái. Cuối đầu bài thấy màn ảo thuật này thì như bị mê hoặc, nó cứ tưởng mình là phù thủy hay sao nên có ma thuật vậy đó. Bây giờ thì tụi bây biết ai mới là nóc nhà hay chưa, sau màn biểu diễn của mình tụi nó chắc là thấy nể mình hơn hay sao ý mà cứ rúc vào người mình đòi làm nũng. Á đù thì ra nó làm vậy để bóc phốt màn ảo thuật rẻ tiền của mình. Nó cắn cái ngón tay giả rồi miệng lẩm bẩm, này thì ảo thuật với chúng tôi này. Thôi xin là xin vĩnh biệt cái ngón tay giả đó rồi. Đúng là tụi nó tinh tường như công an phường vậy, không thể qua mắt được luôn. Vậy là video đến đây là kết thúc mất rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây.
Nếu thấy hay đừng quên để lại cho chúng mình xin một like để ủng hộ cho chúng mình nhé. Bye bye!